Xin chào bạn, hôm nay thì thời gian rảnh nên là mình làm cái video này để trả lời một cái câu hỏi của một bác có xem video trên kênh Câu Lươn, đó là bác Sơn Dương. Bác hỏi là, át ơi cho em hỏi là tháng mấy là câu lươn tốt nhất. Thì hôm nay thì mình cũng xin trả lời cho anh Sơn Dương và cùng các bạn đang xem video trên kênh Câu Lươn được biết. Thì câu lươn thì có thể là mình câu quanh năm được, nhưng mà có một cái điều mà mình lưu ý với các bạn là trong cái thời điểm từ tháng 2 đến tháng 3 là cái mùa mà lươn đẻ, cho nên là đây là cái thời điểm mà gọi là câu lươn thích nhất. Vì sao lại mùa này là lại lươn đẻ mà lại câu lươn là thích nhất? Bởi vì là khi mà lươn nó đẻ thì nó sẽ mất cái thời gian khá là nhiều để nó ấp trứng và bảo vệ cái tổ. Và chính vì cái điều này cho nên là lươn nó mất cái thời gian nó ấp trứng và nó bảo vệ tổ, cho nên là nó sẽ không ít cái thời gian để đi kiếm mồi. Lúc này là lươn rất là đói, và nó chính vì cái điều đó cho nên là lươn cắn rất là sâu, lươn ít khi mà nó nhả. Đấy, và cái kinh nghiệm của mình để mà các bạn đi tìm lỗ lươn để mà biết ấy, khi mà các bạn tìm ra các cái lỗ mà có cái gần cái mặt nước ấy, đấy, mấp các cái tổ, các cái lỗ mà có mấp mé mặt nước và có cái bọt trắng ở trên cái lỗ đấy, các cái sụn bọt đấy, thì đấy là lỗ lươn, và 100% là trong cái lỗ đó có lươn. Đấy, các bạn chỉ việc cho run vào cái lưới câu và thả mồi thôi là lươn là sẽ cắn câu. Thì trong cái video sắp tới thì mình sẽ nêu một số các cái lưu ý để chia sẻ cái kinh nghiệm của mình về cái lưỡi câu để cho các bạn biết làm một cái lưỡi câu như thế nào là đạt tiêu chuẩn. Thì các bạn xem video thì nhớ hãy bấm đăng ký kênh để xem tiếp các video trên kênh, và cũng coi như là ủng hộ kênh Câu Lươn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.